Với xe đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ với xe đào tạo Forex.com. Hôm nay xin được gửi đến nhà đầu tư buổi chia sẻ về khóa học Forex. Nhưng trước khi đi vào vấn đề này thì nhà đầu tư có thể thấy rõ là nhà thường bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex sẽ vận dụng những tài khoản nhỏ lên những tài khoản lớn. Và trong cả quá trình tôi vận dụng, áp dụng trên thị trường đều trực tiếp chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư những giá trị trên thị trường để nhà đầu tư cùng đánh giá. Và gần đây nhất thì trong giao dịch Forex của bản thân mình, đây không phải là gần đây mà trong cả một khoảng thời gian dài phát triển của bản thân tôi trên thị trường đều trực tiếp chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ. Và tại Vinh, Nghệ An thì trên thị trường giao dịch Forex thì chính tài khoản này thì tôi đã vận dụng chỉ có 261 đô và trong vòng chưa đầy một tuần đã đánh lên khoảng tầm mười mấy gần 20.000. Thì chỉ có đi 3 lệnh trên thị trường và đều đạt giá trị thực tế và sau đó thì đã rút toàn bộ tiền ra và chừa lại một phần trên thị trường. Và đây là những video đầu tiên của cả quá trình đó vận dụng trên thị trường. Thì nhà đầu tư có thể thấy rõ lệnh đầu tiên thì của 261 đô tôi đi 0,55. Lệnh kế tiếp trên thị trường tôi nhồi thêm 0,5 và lệnh kế tiếp nữa tôi lại gửi đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể xem xét và đánh giá rõ vấn đề này. Tiếp 0,3 tổng cộng đã ăn khoảng tầm lúc mà đi xuống đã ăn khoảng tầm mười mấy ngàn rồi. Đó, thì nhà đầu tư có thể thấy rõ đây là cả một quá trình dài trên thị trường mà bản thân tôi đã phải nỗ lực để chứng minh, nỗ lực để cho nhà đầu tư thấy rõ. Và cả quá trình vận dụng áp dụng này tôi đã giao dịch cho đến cả từ nhà từ Vinh cho đến suốt chặng đường tôi đi ra đến tại Hà Nội. Và giao dịch ở tại Hà Nội nhà đầu tư có thể thấy rõ lên đến 8.000. Và đấy. Rồi, thì khi mà bản thân các bạn tham gia trải nghiệm trên thị trường thì toàn bộ những gì các bạn có thể thấy rõ đều phải được cái người đứng ra chia sẻ trên thị trường họ chứng minh vào trong thị trường thực tế để chúng ta kiểm chứng, chúng ta đánh giá, chứ không phải chúng ta lao vào với những thứ mà chúng ta không kiểm chứng được, chúng ta không có cơ sở để chúng ta đánh giá thì xin lỗi nhà đầu tư, tử nạn, đó là điều tất yếu. Mọi giá trị tôi chia sẻ trên thị trường đều có cơ sở để cho nhà đầu tư nhìn nhận, đều có giá trị để cho nhà đầu tư đánh giá. Và cả một chặng đường dài mà bản thân các bạn tham gia trải nghiệm, các bạn cũng có thể thấy rõ về vấn đề này. Thì lệnh thì do tôi cắt bớt khối lượng và tôi rút tiền về trên thị trường để tôi điều chỉnh về các cái giá trên thị trường. Và tôi đã rút một phần rất là nhiều tài khoản này thì tổng đến nay thì tôi rút tổng cộng khoảng tầm 18.000 về rồi. Thì đây thì khi mà các bạn nhìn nhận vào trong thực tế thì các bạn có thể thấy rõ về điều này. Thì tài khoản chỉ có 261 đô, tổng đã rút khoảng tầm 18.000 đô trong vòng chưa đầy 2 tuần về trên thị trường. Và tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và nhà đầu tư có thể đánh giá được rõ. Và khi các bạn tham gia vào thì các bạn cũng có thể thấy rõ. Ngoài những vấn đề này thì trong quá trình mà tôi giao dịch đó, các bạn có thể thấy rõ 290. Đây, thì các bạn có thể thấy rõ cả quá trình tôi vận dụng từ 291 đô lên 78.000 hoặc là gì nhỉ, 10.000. Đó chỉ là gì nhỉ, chuyện rất là tôi chia sẻ đây là show full toàn bộ lịch sử nha. Đấy, cho các bạn xem, các bạn có thể thấy rõ. À, chờ xíu, mạng nó hơi lag xíu. À. Thì khi các bạn nhìn nhận một ai đó hoặc các bạn xem xét bất kỳ một ai đó, bất kỳ một kênh nào đó ở trên bất kỳ một lĩnh vực nào từ thị trường chứng khoán, coin, forex hoặc bất kỳ một kênh nào đó. Forex này không có vụ giao đó. Các bạn xem toàn bộ lịch sử là show full nhé, chứ không có chuyện là gì nhỉ, show chỉ một khoảng thời gian. Chờ xíu, mạng nó hơi lag. Chúng ta xem bằng tài khoản của họ. Xin lỗi nhà đầu tư, thằng đó chỉ là thằng lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đó, thì tôi luôn luôn xuất full lịch sử giao dịch để cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng đánh giá từ trên MT4 và xuất trực tiếp trên MT4 full ra để nhà đầu tư xem xét cả quá trình dài của chúng ta là những giá trị cần phải trải nghiệm, những giá trị của kinh nghiệm. Làm gì có vụ là gì nhỉ? Xem tài khoản là xui, làm gì có vụ xem tài khoản là gì nhỉ, không được quyền xem ở trên thị trường giao dịch Forex này. Làm được
thì phải cho xem được, làm được đó. Thì phải chứng minh thì đấy, tôi chia sẻ để cho các bạn và cùng nhà đầu tư cùng nhìn nhận về vấn đề này trong thị trường giao dịch Forex này. Chỉ có chứng minh bằng thực tế đó mới là giá trị để cho các bạn nhìn nhận. Mời nhà đầu tư theo dõi bản audio này. Số vốn nhỏ đạt lợi nhuận tối đa. Trong đầu tư Forex, đa số mọi người thường nghĩ phải đầu tư thật nhiều tiền để kiếm vài phần trăm lợi nhuận hàng tháng hay vài chục đô mỗi ngày. Nhưng thực tế không hề đúng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách vận dụng dòng vốn nhỏ để kiếm tiền. Nội dung chi tiết bài viết. Có rất nhiều người vẫn đang mắc sai lầm khi đầu tư vào thị trường Forex. Đa số chúng ta vẫn thường đầu tư với tư duy kiếm vài phần trăm lợi nhuận hàng tháng hoặc đầu tư dài hạn với hy vọng cuối năm tài sản có thể tăng trưởng được vài chục phần trăm. Còn cả những người có cái suy nghĩ rằng đầu tư vào Forex có thể giúp họ kiếm vài chục đô hay vài trăm đô mỗi ngày. Điều này hoàn toàn sai lầm các bạn à. Những trader và nhà đầu tư thành công không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Họ tư duy theo hướng hoàn toàn khác. Mục tiêu của trader là làm sao suất vốn đầu tư luôn phải là thấp nhất và lợi nhuận luôn phải cao nhất. Để kiếm được 10 đồng trong thị trường Forex thì họ chỉ sẵn sàng bỏ ra từ 1 cho tới 2 đồng. Đây là nguyên tắc cốt lõi của rất nhiều người giàu tư xưa truyền lại đến ngày nay. Và tôi nhận ra những trader thành công cũng áp dụng nguyên lý này thường xuyên. 144 lời. Trong kinh doanh người ta vẫn hay thường xuyên nói 144 lời để chỉ những cửa hàng kinh doanh phát đạt. Trong đầu tư, nguyên tắc này cũng tương tự. Những học viên tại trung tâm đào tạo Forex và Go đã học và áp dụng nguyên tắc này cực kỳ thành công. Giá trị học viên nhận được khi tham gia khóa học vận dụng dòng vốn nhỏ thành lớn. 1. Học viên được học về tư duy của những trader thành công và được tự mình kiểm chứng năng lực của trader. 2. Hiểu về cách vận dụng dòng vốn từ nhỏ thành lớn. 3. Biết khi nào nên tham gia đầu tư và khi nào nên thoái vốn khỏi thị trường. 4. Đồng hành cùng thầy Trần Quốc Minh tham gia đầu tư trên nhiều lĩnh vực. 5. Cơ hội tham gia buổi chia sẻ cơ hội đầu tư, vận dụng dòng vốn từ 3 đến 5 triệu mỗi tháng để kiếm 1 tỷ trong 5 năm. Lưu ý, trước khi tham gia khóa học, học viên phải tự đánh giá năng lực của thầy dạy. Thầy Trần Quốc Minh có nghĩa vụ phải chứng minh năng lực của mình đối với học viên. Nguyên tắc khi tham gia bất kỳ lớp học Forex nào các học viên đều phải đánh giá được. Cơ hội tham gia thực chiến cùng thầy Trần Quốc Minh. Thực chiến giao dịch Forex là một kỹ năng rất quan trọng để các trader có thể cọ sát với thị trường thật, hiểu được các phương pháp xử lý lệnh và ra vào lệnh trong thị trường với tốc độ cực kỳ nhanh. Live stream giao dịch Forex thực tế 260 USD lên 8.000 USD của thầy Trần Quốc Minh. Các học viên sẽ được trực tiếp theo dõi thầy Trần Quốc Minh, giao dịch live trên thị trường Forex, theo dõi các thầy vận dụng dòng tiền và xử lý lệnh. Cơ hội cọ sát với thị trường thật sẽ giúp học viên tăng khả năng giao dịch của bản thân tốt hơn và nhanh chóng nắm bắt được kỹ năng giao dịch để kiếm tiền trong thị trường Forex. Forex với những sự thật mà mọi nhà đầu tư Forex cần phải biết, cũng như cần phải được trang bị trước khi bản thân nhà đầu tư Forex nào tham gia vào thị trường Forex này. Rồi, tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ về các giá trị mà tôi truyền tải đến cho cộng đồng. Thì các bạn có thể thấy rõ đây là cả một lộ trình dài mà bản thân tôi đã phải chứng minh, đã phải cho cộng đồng xem xét từ bất kỳ một kênh nào, từ thị trường Forex, coin, chứng khoán, website đào tạo Forex đều minh chứng bằng thực tế và những kỹ năng, những thằng từ những lừa đảo, phương pháp đầu tư ném trái tài khoản scalp hoặc là đánh swing hoặc đánh lướt trên thị trường đều được bản thân tôi minh chứng vào trong thị trường thực tế để cho cộng đồng cùng xem xét, cùng đánh giá, và nhà đầu tư có thể thấy rõ, đến ngay cả hướng dẫn nhà đầu tư xem tài khoản hoặc hướng dẫn nhà đầu tư nhìn nhận vào trong thực tế, bất kỳ mọi giá trị tôi truyền tải trên thị trường đều có cơ sở để cho cộng đồng cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về thị trường và các kênh mà tôi rót vốn, ra vào vốn trên thị trường. Chúng ta cần phải hiểu rằng đây là cả một lộ trình dài mà người đứng ra chia sẻ trên thị trường, họ phải chứng minh áp dụng vào trong thị trường thực tế. Có như vậy chúng ta mới có thể biết hoặc nhìn nhận được rằng người đó có năng lực thật sự hay không. Không có chuyện là gì nhỉ, dùng mồm hay dùng mõm để ra ngoài phân tích về xu hướng, đọc lệnh ở trên thị trường hoặc là cho chúng ta chiến lược hoặc là làm len ở trên thị trường mà gọi đó là giao dịch thực sự trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một quá trình dài của bản thân chúng ta tham gia vào bất kỳ một kênh đầu tư nào trên thị trường đều là cả một quá trình mà chúng ta phải rèn giũa, đồng hành, chứ không phải là một lộ trình mà chúng ta ăn sổi ở thì hoặc là nhà chúng ta vào chúng ta chỉ để kiếm 5-3%. Trong đầu tư không có chuyện đó, mà các bạn có thể thấy rõ đây là cả quá trình dài mà bản thân tôi đã phải chứng minh đến cộng đồng tất cả những phương pháp, tất cả những kỹ năng và thì nhà
từ đánh riêng lẻ cho đến phối hợp lại để làm sao tạo được ra lợi nhuận một cách tối đa, quản trị các rủi ro trên thị trường đều được tôi minh chứng và trong thị trường thực tế để gửi đến cho cộng đồng. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang chứng minh và tôi, bản thân tôi đang cho nhà đầu tư thấy rõ về những vấn nạn và góc khuất ở trên thị trường, nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được rõ về rủi ro khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex hoặc bất kỳ một kênh nào như thị trường chứng khoán hay coin hoặc bất kỳ một kênh nào các bạn tham gia vào đầu tư. Các bạn không nhìn thấy trước rủi ro thì các bạn tử nạn, tan ra, bại sản, đó là điều hiển nhiên. Và trong đầu tư chúng ta chỉ thấy rõ con số và những giá trị minh chứng cụ thể thì đó mới là cơ sở để chúng ta nhìn nhận về năng lực của bất kỳ một ai ở trên thị trường về giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc tất cả mọi nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.